Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023, thời gian qua, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã nỗ lực triển khai nhân rộng 7 mô hình phong trào thi đua dân vận khéo như mô hình phân loại thu gom rác thải tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội, khu dân cư an toàn, 10.000 vạn yêu thương, khu dân cư văn hóa văn minh sống tốt đời đẹp đạo. Hơn 15 năm qua, chi bộ Hải An, phường Hòa Quý duy trì có hiệu quả mô hình dân vận khéo, nuôi heo đất tiết kiệm thực hiện an sinh xã hội với sự đồng thuận ủng hộ của 100% hộ dân ở khu dân cư. Chỉ với 1 hay 2 ngàn mỗi ngày tiết kiệm trong vòng 80 ngày phát động, hơn 300 hộ dân trong khu dân cư mỗi năm đã gom góp được khoảng 15 đến 18 triệu đồng. Nguồn quỹ này một phần chi bộ đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo của phường, phần còn lại để tặng quà cho học sinh vượt khó trong khu dân cư. Toàn dân họ hưởng ứng rất là cao và họ tổ thêm cái mối đoàn kết chặt chẽ, hầu hết là tham gia 100%. Thì qua mô hình đó tạo được cái sự đoàn kết gắn bó ở tại khu dân cư và thiết thực nhất đến với người dân. Thực hiện khéo tuyên truyền, khéo vận động dựa trên những yêu cầu thiết thực và tình hình cụ thể tại địa bàn, chi bộ Hải An 1 với 25% hộ dân theo Phật giáo đã nỗ lực triển khai mô hình khu dân cư văn hóa văn minh sống tốt đời đẹp đạo. Chi bộ và cơ sở Phật giáo ở khu vực có sự gắn kết chặt chẽ, cùng nỗ lực xây dựng một cộng đồng đoàn kết, cùng nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, qua đó khẳng định vị trí không thể tách rời của Phật giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc. Tuyên truyền, vận động nhân dân, có đạo, người dân trong khu dân cư thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, giao thông, theo cái nội dung ký kết mới đây giữa Công an thành phố Đà Nẵng và cộng đồng tôn giáo trên địa bàn thành phố. Qua cái công tác tuyên truyền, mong muốn hình thành ở mỗi người dân, đồng bào có đạo, thói quen, tích cực, nghiêm túc, tự giác, chấp hành luật giao thông, đường bộ, thực hiện văn hóa, văn minh trong tham gia giao thông. Đó là hai trong số 7 mô hình dân vận khéo theo đề án 04 của Thành ủy, được phường Hòa Quý chỉ đạo các chi bộ thực hiện. Các mô hình bám sát 4 nội dung trọng tâm thi đua dân vận khéo, gồm tổ chức tốt việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết trong khu dân cư, đảm bảo an sinh xã hội, động viên ổn định tinh thần nhân dân, động viên người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Cũng đã nổi lên một số cái khu dân cư, cái tổ dân phố, có cái chi bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy phường sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình này trên địa bàn phường để đảm bảo cái mục tiêu ban đầu đặt ra theo cái đề án 04 của Thành ủy. Cùng với sự quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Hòa Quý mong muốn sẽ góp phần huy động tổng thể sức mạnh của mỗi người dân, tất cả cán bộ chính quyền, đoàn thể thực hiện thắng lợi đề án 04 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm đẩy mạnh phong trào dân vận khéo. Qua đó tiếp tục nhân rộng các mô hình dân vận khéo, khắc sâu lời Bác dạy, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.